Dương Khắc Linh thích thú với khoảnh khắc quý tử và con dâu tương lai Winnie làm quen với nhau. Trên trang cá nhân, Dương Khắc Linh đã chia sẻ khoảnh khắc dễ thương quý tử nhà mình và con gái của Đông Nhi. Dựa vào trang phục có thể thấy, hình ảnh được chụp tại tiệc thôi nôi mà nam nhạc sĩ tổ chức cho cặp sinh đôi vào tối ngày 20 tháng 10 vừa rồi. Trong khi Mickey bảnh bao với quần jean, áo sơ mi tay ngắn, thì Winnie cũng vô cùng xinh xắn diện chiếc váy trắng cùng bụt nơ. Ở hình ảnh mới được chia sẻ là khoảnh khắc bé Mickey và Winnie đang ngồi giao lưu với nhau. Có vẻ như vì còn xấu hổ, ngại ngùng mà đôi bạn nhỏ này nhìn nhau một hồi rồi mỗi người một ngã. Ngơ ngác nhìn xung quanh, khoảnh khắc làm quen ngượng ngùng đáng yêu của hai em bé này đã khiến dân tình phải suýt xoa liên tục. Bên dưới bài viết, Đông Nhi để lại bình luận, cưng cưng anh ơi. Một số bình luận của cư dân mạng, hai em nhìn nhau ngơ ngác dễ thương ghê. Vậy là anh chị có tính kết làm xui gia với nhau không ạ? Hai bé còn lạ nhau nên ngại ngùng, mai mốt lớn dễ thân nhau hơn. Mickey với Winnie đáng yêu quá chừng. Mickey với Winnie, con Cherry làm mai cho Lisa nhà Hà Hồ hả anh? Sau nhiều tháng giãn cách, Dương Khắc Linh đã tổ chức một buổi tiệc thôi nôi lớn cho cặp con trai sinh đôi của mình. Tiệc sinh nhật diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh với một số khách mời nhất định. Trong đó đáng chú ý là gia đình của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Trong những lần gặp gỡ của hai gia đình, Dương Khắc Linh và Sarah Lou vô cùng thích thú tìm cách làm quen với Winnie vì có hai con trai mà họ bày tỏ mong muốn sinh thêm một bé gái. Trước đó, khi Winnie mới ra đời, nam nhạc sĩ này đã sớm đặt gạch làm xui gia với nhà ông Cao Thắng. Trong bức ảnh Đông Nhi đăng tải hồi tháng 11 năm 2020, Dương Khắc Linh khéo léo nhắc nữ ca sĩ cho con gái gặp hai cậu quý tử nhà anh để chọn chồng. Đông Nhi cũng vui vẻ đáp lại, mấy đứa nhỏ đang bú với ngủ, nào có biết ba mẹ đang bàn tính chuyện gì đâu. Bên cạnh đó, ông xã Sarah Lou còn thân thiết gọi đồng nghiệp là chị Xui, khiến dân tình không khỏi thích thú. Dương Khắc Linh là nhạc sĩ nổi tiếng, còn ông Cao Thắng và Đông Nhi là hai ca sĩ đình đám. Chính vì thế mà khán giả vô cùng háo hức khi nghĩ về viễn cảnh hai bên kết thông gia. Nam nhạc sĩ cánh hồng phai còn có một cậu con trai khác là Cherry. Anh cũng từng vui vẻ khi được mai mối quý tử nhà mình cho Lisa của nhà Hà Hồ. Chứng kiến những em bé của showbiz được ba mẹ tạo điều kiện để làm bạn, thân thiết với nhau từ nhỏ, khán giả vô cùng thích thú. Bé Winnie nhà Đông Nhi cũng không kém cạnh với loạt là đặt gạch làm xui gia từ bé, Đăng Khôi Thùy Anh. Gia đình của Đăng Khôi có hai cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Đáng chú ý, khi bà xã của nam ca sĩ là Thùy Anh đã nhiệt tình mai mối quý tử thứ hai của mình cho con gái của ông Cao Thắng, Đức Thịnh, Thanh Thúy. Nhà của Thanh Thúy dường như cũng rất cưng chiều tiểu công chúa của Đông Nhi. Dưới một bài viết, nữ diễn viên này từng để lại bình luận mong muốn hai con trai của mình kết bạn với bé Winnie. Hòa Minzy, hai nữ ca sĩ này đã cho bé Bo và bé Winnie gặp gỡ nhau từ nhỏ. Chính vì khoảnh khắc tương tác đáng yêu này mà dân tình đã hết sức trông ngóng vào cảnh Hòa Minzy và Đông Nhi trở thành xô gia trong tương lai. Tương lai hẳn là showbiz sẽ có những màn kết thông gia thuộc hội con nhà giàu của showbiz. Liệu các bạn có mong chờ? Hãy cùng để lại bình luận cho Giang biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!